mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn một chủ đề, đó chính là nhận biết những dấu hiệu cảnh báo từ vũ trụ liên quan đến những cái mối quan hệ của các bạn nhé. Đầu tiên thì với những gì mà mình nói trong cái video này thì mình cũng đã từng nói trong một cái live stream của mình ở trên Facebook đó, trên YouTube chứ. Tuy nhiên thì trong cái live stream đó thì mình không có để tựa đề, cho nên có thể một số bạn sẽ không nghe được, sẽ không biết được. Chính vì thế mà mình tổng hợp lại trong cái video này. Điều tiếp theo nữa, đấy là tất cả những gì mà mình chia sẻ trong cái video này là những cái trải nghiệm của mình và những gì mà mình biết được, học được, xem được nên mình muốn chia sẻ đến các bạn. Chính vì thế mà hãy đón nhận nó một cách thật là cởi mở và chiêm nghiệm xem nó có đúng hay không. Nếu đúng comment ở phía dưới nhé. Rồi, còn nếu như mà không đúng thì bạn hoàn toàn có thể lướt qua. Cái điều tiếp theo nữa ở đây, đấy chính là mình sẽ giải thích một chút về cái dấu hiệu cảnh báo, red flag hay là đèn đỏ gì đó nhé. Thì cái trong khuôn khổ cái video này của mình là mình đang đề cập đến cái hoàn cảnh ở bên ngoài hay là những cái tác động đến từ phía vũ trụ vào cái mối quan hệ này để giúp cho các bạn nhận ra được là cái mối quan hệ này nó đang có cái vấn, nó đang có cái cảnh báo gì nhá. Chứ mình không đề cập đến cái khía cạnh là các bạn tương tác với nhau như nào, các bạn gây đau khổ cho nhau ra làm sao, hay là cụ thể cái vấn đề đó là cái gì thì mình không đề cập đến. Mà mình đề cập đến cái hoàn cảnh bên ngoài, ví dụ như là yếu tố thời tiết hay yếu tố hoàn cảnh nó tác động vào mối quan hệ này giúp các bạn nhận biết nhá. Thường thì những cái dấu hiệu này nó sẽ rất là nhỏ và chính vì thế mà nhiều bạn sẽ lờ cái hoặc là không để tâm đến những cái dấu hiệu nho nhỏ đó. Nhưng khi các bạn quan sát và nhận biết được ấy, thì nó có thể sẽ giúp một phần nào đó vào quá trình mà bạn đánh giá hay xem xét một mối quan hệ. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ để hiểu hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái dấu hiệu đầu tiên. Thì trong tất cả những cái dấu hiệu, hầu hết trong dấu hiệu gì đi chăng nữa mà đã liên quan đến vũ trụ hay là gì đó rồi thì cái nó sẽ liên quan đầu tiên đến chính là cái cảm xúc đầu tiên của bạn khi mà bạn đối diện với họ, hoặc là bạn gặp họ, hoặc là bạn nhìn thấy họ. Thì có thể là bạn có thể xem thấy ảnh, trước đó bạn chưa gặp họ này, nhưng bạn có thể xem ảnh họ rồi là trên Facebook này, hay là trên những cái trang mạng xã hội này, hoặc là các bạn đã nhắn tin với họ, đã nói chuyện với họ buổi nói chuyện đầu tiên này. Cái thứ ba là có thể là bạn đã gặp họ ở bên ngoài rồi. Thì cái cảm xúc đầu tiên này nó sẽ đóng vai trò cực kỳ là quan trọng. Và cái cảm xúc đầu tiên này nó thường là do cái trực giác của bạn ấy nó mách bảo. Nhưng một số bạn nào mà lắng nghe trực giác của các bạn tốt ấy thì các bạn sẽ nghe được ngay, biết được ngay, hiểu được ngay và cảm nhận được cái mùi đấy ngay. Đó, giống như là mình đã từng làm một cái bài test ở trên tab cộng đồng của YouTube đó. Bạn chưa làm thì bảo làm nhá, liên quan đến hình con bướm đó, để cho các bạn chọn màu đó. Thì có những bạn đây trả lời đúng, cũng có những bạn trả lời sai. Nhưng mà những bạn nào trả lời sai thì các bạn hoàn toàn có thể luyện tập để có lắng nghe cái trực giác của bạn nó chính xác hơn. Đó, còn đâu mình thấy là đại đa số là các bạn đều trả lời rất là chính xác. Thì cái điều đấy chứng tỏ là bạn đang lắng nghe cái trực giác của bạn rất là đỉnh, rất là tốt ở đây. Thì quay trở về cái vấn đề đấy chính là trực giác của bạn mách bảo bạn điều gì, cái cảm xúc gì đầu tiên của bạn vào cái thời điểm mà bạn nhìn thấy họ, nó đóng vai trò cực kỳ là quan trọng nha. Nó sẽ có thể là cái câu trả lời rất là chính xác cho những gì mà các bạn đang tìm kiếm ở đây đấy. Mình lấy ví dụ như mình đi, mình thì bản thân mình cũng đã trải nghiệm ra cái điều này, nói chung là nó đúng lắm à. Hầu hết là nó đúng một cách kinh khủng. 70-80% là cái cảm xúc đầu tiên của mình lắng nghe nó thì mình thấy là đều khá là đúng. Trong cái mối quan hệ này, mình gọi tạm thời là cái mối quan hệ này, thì mình cái cảm xúc của đầu tiên của mình khi mình xem ảnh cái người đó, mình không có cảm xúc gì các bạn ạ. Bởi vì thật ra bây giờ người ta chụp app mà, cho nên là mình cũng không có cảm nhận gì quá nhiều cả, không có cảm xúc gì, thế bình thường. Nhưng khi mà mình bắt đầu gặp họ, nhắn tin với họ, thì chỉ cần trong buổi hẹn, trong cái buổi nhắn tin đầu tiên đó, thì mình đã có cảm giác được rằng mình và họ giống như hai đường thẳng song song vậy. Mặc dù là những cái ngày tiếp theo bọn mình nói chuyện với nhau rất là hợp, rồi là trao đổi gì đấy rất là bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng trong ngay cái lần đầu tiên đó, mình đã cảm thấy là nói chuyện đó, mình đã cảm thấy là hai người giống như hai đường thẳng song song, và mình đã phải thốt lên lời với cái người bạn của mình như vậy. Thì sau cuối cùng là sau này đối chiếu lại thì đúng là hai đường thẳng song song, giờ song song dần rồi các bạn ạ. Rồi, đấy là cái dấu hiệu đầu tiên. Cái dấu hiệu thứ hai đây, nó liên quan đến cái buổi hẹn đầu tiên, buổi lần gặp mặt đầu tiên của các bạn.
các bạn xem là trong cái buổi đó ấy, thì cái hoàn cảnh ấy nó có thuận lợi hay không, cái yếu tố thuận lợi hay không thì nó đóng vai trò quan trọng đấy nha. Nếu như một tắc đường này, hai mưa gió sấm chớp hay khiến cho các bạn phải lỡ hẹn, trễ hẹn hoặc hỏng xe hoặc là gặp những cái tình huống nào đấy nó rất là trắc trở ấy, thì các bạn phải xem xét lại cái mối quan hệ này nha. Bởi đấy cũng là một trong những cái dấu hiệu của vũ trụ đang ra dấu cho các bạn là cái mối quan hệ này nó rất là có cái sự trục trặc trắc trở ở đây đấy, phải để ý, giống như vũ trụ đang nhắc nhở bạn điều đó. Thì các bạn giống các bạn có câu là người chúng ta có cái câu là gì nhỉ, đầu xuôi thì đuôi lọt đúng không, đầu mà không xuôi thì đuôi khó lọt lắm. Là cái thứ nhất. Hoặc là cái thứ hai, những cái người bán hàng ấy các bạn, họ luôn để đặt cao cái sự quan trọng của cái người mở hàng đấy, cho nên là những cái gì nó mang cái tính đầu tiên ấy nó luôn là một cái yếu tố khá là quan trọng. Các bạn gặp nhau lần đầu tiên mà nó suôn sẻ thì nó ok, nhưng mà nó không suôn sẻ mà nó gặp những cái trắc trở mà kiểu giống như là rất hơi có một cái chút gì đấy khó hiểu một tí ấy. Đấy, thì các bạn phải để ý. Đấy là một trong những dấu hiệu cảnh báo đến từ phía vũ trụ đấy. Cái điều số 3 ở đây á, đợi một xíu, đó chính là tín hiệu từ cơ thể. Tín hiệu từ cơ thể của bạn, tức là khi mà bạn chuẩn bị gặp họ đi, trong những lần tiếp theo đi, ngoài cái lần đầu tiên ra thì trong những lần tiếp theo đi, mỗi khi mà bạn gặp họ, chuẩn bị gặp họ hoặc bạn đi cạnh họ mà cơ thể của bạn ấy nó phát ra một cái loại tín hiệu nào đó, ví dụ như bạn đau đầu, bạn rất cứ mỗi khi bạn gặp họ là bạn cảm thấy đau đầu, bạn cảm thấy mệt mỏi, hoặc trước khi bạn gặp họ bạn cảm thấy đau đầu, đau bụng, mệt mỏi hay gì đó, đặc biệt là đau đầu và đau bụng nhá, trong ruột cồn cào hoặc là gì đấy, thì mình thấy là các bạn phải xem lại giúp mình cái tín hiệu đó, giống như đấy cũng là một cách mà vũ trụ đang ra dấu cho các bạn, đang dơ bảng dơ đèn đỏ cho các bạn là các bạn phải để ý nhá. Thì lại quay tiếp tục về cái mối quan hệ đấy của mình thì mình thấy là mỗi một lần mình gặp cái người đó là mình đau đầu, nhưng mà cứ đi về không gặp thì lại chả sao đâu đấy, thế mới kỳ lạ. Mà rõ ràng là mình có đến với những cái người khác hay gì gì đó thì không bao giờ có cái cảm xúc đó, nhưng cứ gặp cái người đấy là mình thấy rất là đau đầu, rất là đầu đau lắm các bạn ạ. Mà uống thuốc vào nó cũng không có thuyên giảm mấy, mà lần nào 10 lần lần đau đến tầm 9 lần gì đó. Thì cái điều đấy cũng có thể là các bạn phải để ý giúp mình ở đây nhé. Cái điều tiếp theo nữa, cái dấu hiệu thứ tư, một là cảm xúc đầu tiên này, hai là buổi hẹn hò hoặc là gặp mặt đầu tiên, ba là tín hiệu từ cơ thể, bốn là những sự kiện thử thách diễn ra trong mối quan hệ. Tức là sao, cái yếu tố này nó mang cái tính đến từ bên ngoài rất là nhiều, tức là có thể như mình nói là các bạn có thể thường xuyên không gặp được nhau, lỡ hẹn hoặc là gần gặp được nhau rồi thì lại xảy ra một cái vấn đề gì đó. Cái điều đấy có thể diễn ra liên tục với một cái tần suất thường xuyên đó. Thì cái điều đấy nó chỉ cho thấy rằng là vũ trụ đang ra dấu hiệu cho các bạn là cái mối quan hệ này nó đang bị cản lại, nó đang bị chững lại, nó đang có những cái trắc trở ở đây mà các bạn cần phải để ý. Ví dụ như là cứ lần nào các bạn hẹn gặp nhau, trời nó cũng mưa to, rồi là nó cũng khó khăn, mặc dù là có thể đường nhà bạn đến đường nhà họ nó cũng ngắn lắm, nó cũng gần lắm, nhưng mà nó cứ xảy ra những cái sự vụ nào đó nó rất là bất ngờ khiến cho hai người không gặp được nhau. Nên đôi khi vì sao người ta hay phải sốt lên là ui thật cái số rồi, chắc là không thuộc về nhau cho nên là mới có những cái sự kiện như thế diễn ra ở đây. Vậy thì một câu hỏi có thể là các bạn sẽ đặt ra ở đây, số 5 ấy là các bạn có thể đặt ra ở đây, đấy chính là thử thách thì mối quan hệ nào chả có, nếu như mà nó như thế thì làm gì có mối quan hệ nào mà nó suôn sẻ từ đầu đến cuối. Mình đồng ý với cái ý kiến này, chứ tức là sao, nghĩa là hãy thứ nhất là bạn xem cái thử thách này nó đến từ đâu, nó đến từ cái yếu tố bên ngoài nhiều á, mà nó không liên quan đến cái sự tác động của ai đó ấy. Thường là yếu tố bên ngoài như thời tiết, hoàn cảnh, rồi như xe cộ, rồi điện thoại, rồi rất là nhiều cái yếu tố khác nó tác động vào chẳng hạn. Thì thứ nhất là các bạn phải xem lại, thứ hai bạn nên xem lại khi mà nó diễn ra với một cái tần suất liên tục và nhiều lần như vậy đó. Cái thứ ba ở đây đó chính là bạn xem cái thử thách đó nó có thể giải quyết được hay không. Thường thì như mình nói là cũng có những trường hợp, có những cái mối quan hệ các bạn phải trải qua rất là nhiều thử thách với nhau, nhưng mà các bạn vẫn đến được với nhau, vẫn có thể nắm tay nhau hay là gì đó. Thế nhưng mà bạn cần phải xem là sau tất cả thì bạn và họ có vượt qua được cái thử thách đó hay không, thử thách đấy cuối cùng là nó có ổn hay không. Mình lấy ví dụ như thế nào là ok, mình lấy ví dụ như là trời đổ mưa đi,
mùa mưa, một cơn mưa rất là to, ngập lụt, lũ lụt luôn ở cái thành ở thành phố của hai người. Và hai người giống như là không thể gặp được nhau, mặc dù là đã có một cái buổi hẹn hò hay là gì đó là sẽ phải gặp nhau trong cái buổi ngày hôm đó rồi. Thì nói chung là thiên nhiên nó tạo ra rất là nhiều những cái yếu tố, hoàn cảnh tạo ra rất nhiều cái yếu tố kéo các bạn xa nhau hoặc là khi gây áp lực cho các bạn. Thế nhưng mà đến cuối cùng có thể là các bạn vẫn làm một cách nào đó có thể gặp được nhau. Và có thể là đến giờ một lúc sau thì mọi thứ nó nước nó rút và sau đó là hoặc là nó tạnh mưa, các bạn vẫn có thể đến gặp được nhau cho dù có thể hơi muộn một xíu. Đó, kiểu như thế. Và đặc biệt là nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình thấy rằng là bạn cực kỳ để ý đấy. Vì đấy là một cái dấu hiệu cảnh báo. Rồi, điều tiếp theo nữa ở đây á, cái dấu hiệu tiếp theo nữa. Cái dấu hiệu này thì nó rất là phổ biến ở trong những cái video liên quan đến cái dấu hiệu từ vũ trụ của mình, để chính là nó liên quan đến những cái bài hát, lời bài hát hoặc là những cái thông điệp đến từ lời bài hát là thứ nhất này, những cái lời bài hát này, những cái status, những trạng thái, những bài viết mà các bạn đọc được trong cái thời điểm bạn gặp họ. Nó cũng có thể là một trong những cái lời nhắc nhở đến từ vũ trụ. Rồi, nói chung là tất cả những cái dấu hiệu này ấy, nó chỉ là cái dấu hiệu rất là nhỏ thôi. Chính vì thế mà các bạn phải thực sự tinh ý thì các bạn mới nhận ra được cái điều này. Và nếu như các bạn, một những bạn nào mà đã trải qua những cái điều giống như là cái video này mình chia sẻ rồi, tại vì video này ngoài trải nghiệm của bản thân của mình là mình cũng có đi tham khảo tìm hiểu đó để có được cái nội dung của video này đó, thì nếu như các bạn cũng trải qua những cái thứ mà nó tương tự như vậy thì các bạn nhớ comment ở phía dưới để chia sẻ cùng mình nhá. Thì mình hy vọng là với cái video này có thể góp phần một cái phần nho nhỏ xíu xíu nào đó cho cái việc các bạn nhìn nhận cái mối quan hệ ở đây. Và mình cũng mỗi khi mà xảy ra những cái chuyện như thế thì chắc chắn là chúng ta không hề vui khi mà xảy ra những cái trắc trở như vậy. Tuy nhiên đôi khi đó là sự sắp xếp mà vũ trụ đem đến cho chúng ta, hay nói cách khác mà mình hay chia mọi người đấy chính là các cụ cánh còng lưng đấy. Đôi khi là các cụ không thích hoặc là không muốn hay gì đó thì các cụ gánh còng lưng để khỏi hai người khỏi mới đến với nhau. Thì đó là những cái dấu hiệu mà các bạn cần phải để ý nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.